11. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều con đường đưa chúng ta lên đến đỉnh Olympia. Tuy nhiên, con đường đó khó hay là dễ, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh, vào kiến thức và sự may mắn của những vận động viên leo núi. Ngày hôm nay chúng ta đã đi đến chặng đường tuần thứ 3 của tháng thứ 2. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và làm quen với 4 vận động viên leo núi của ngày hôm nay cùng với biên tập viên Việt Khuê. Xin mời. Rất vui mừng các bạn, quý vị khán giả trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Vâng, thưa quý vị, có lẽ tất cả các thí sinh tham dự trong cuộc thi ngày hôm nay đều đã quen thuộc với câu nói của nhà bác học lỗi lạc Archimedes: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới lên. Câu nói nổi tiếng ấy đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học, mà một trong số đó chính là với tri thức và sự sáng tạo của con người thì những bài toán dù khó đến đâu, chúng ta cũng có thể có lời giải. Ngày hôm nay thì các thí sinh tham dự chương trình sẽ tìm lời giải cho bài toán mang tên vòng nguyệt quế. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể biết ai sẽ là người chiến thắng, nhưng có một việc mà chúng tôi cũng như quý vị có thể làm ngay bây giờ, đó là dành sự cổ vũ đặc biệt cho 4 thí sinh trong cuộc thi tuần ngày hôm nay. Xin chào mừng các bạn. Xin chào bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. Chúng ta cùng chào đón bạn Đào Lê Hạ Nhiên đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Và cùng chào đón bạn Vũ Thị Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Khê, Đà Nẵng. Các bạn thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm quen với người bạn đầu tiên đến với chương trình, đó chính là bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. Xin chào bạn. Kính chào các quý vị đại biểu, kính chào các thầy cô giáo. Em là Ngô Minh Sơn, học sinh lớp 11A6, trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay em rất vui mừng được tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Mục tiêu của em hôm nay là đến đây để giao lưu học hỏi và cũng hy vọng mình có thể đạt vòng nguyệt quế của chương trình. Rất mong sự cổ vũ của quý vị và các bạn. Bên cạnh bạn Lê Minh Sơn là một bạn nữ nhỏ nhắn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Đào Lê Hà Nhiên đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Xin kính chào quý vị khán giả. Em là Đào Lê Hạ Nhiên, học Nguyễn Thượng Hiền, lớp 11A2. Hôm nay được đứng nơi này là niềm mơ ước bao ngày của em. Họ hàng ba mẹ cùng xem, bạn bè trong lớp thấy thèm mà vui. Trường quay S9 đây rồi, MC đứng đó. Thấy bồi hồi quá ta. Đường lên đỉnh núi còn xa, nhưng cùng ba bạn hóa xa thành gần. Trò chơi gồm có 4 phần, dù thua dù thắng. Em cũng rất cần được vỗ tay. Vâng, và chúng ta cùng đến với phần giới thiệu của bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh ạ. Xin kính chào quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, đến từ lớp 12 lý trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Em đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi là trên hết, và có thể em không là người chiến thắng nhưng em khẳng định rằng em sẽ cố gắng hết mình. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị và các bạn. Thí sinh xuất phát ở vị trí cuối cùng trong cuộc thi tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Vũ Thị Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Khê, Đà Nẵng. Xin chào tất cả quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Hằng, đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đến với chương trình thì em mong muốn là có thể giành được vòng nguyệt quế về cho tất cả mọi người, những người đang và đã kỳ vọng của em rất nhiều ạ. Mong nhận được sự cổ vũ của toàn thể quý vị khán giả. Thưa quý vị, cả 4 thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay đang tìm lời giải cho bài toán mang tên vòng nguyệt quế, và những người sẽ dẫn đường và luôn chỉ lối cho họ trong việc tìm lời giải bài toán này đó chính là các thầy trong ban cố vấn. Cho phép tôi được giới thiệu những thầy đại diện cho ban cố vấn trong cuộc thi ngày hôm nay. Và cùng có mặt tại trường quay S9 ngày hôm nay để cổ vũ cho 4 bạn thí sinh còn có rất đông số lượng các bạn cổ động viên đến từ các trường ạ. Xin chào mừng các bạn. Các bạn thí sinh thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi khởi động ngay bây giờ. Đầu tiên sẽ là phần thi khởi động. Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử địa, thể thao, nghệ thuật, lĩnh vực khác hiểu biết chung, tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Trước khi bắt đầu phần thi khởi động, chúng ta sẽ cùng làm quen kỹ hơn, rõ hơn và sâu hơn về 4 bạn thí sinh. Vâng, thí sinh đầu tiên sẽ bước vào phần thi khởi động ngày hôm nay là bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. Bạn Ngô Minh Sơn có biệt danh là Ngô Núi, không hiểu biệt danh này từ đâu mà có ạ? Dạ, tên em là Ngô Minh Sơn ạ, Sơn có nghĩa là núi. Các bạn hồi cấp 2 hay gọi trêu em là Ngô Núi ạ. Có nhiều bạn còn gọi là Ngô Nướng. Nhiều bạn gọi là Ngô Nướng ạ? Vâng. Thế thực tế thì bạn có thích ăn Ngô Nướng không ạ? Thực tế thì em thỉnh thoảng em thích ăn Ngô Nướng thôi, còn em thích ăn Ngô Luộc hơn. Vâng, rất thú vị. Trong bản đăng ký của mình thì bạn Sơn có chia sẻ rằng là bạn là người thích học những môn cần nghiên cứu hay tư duy logic, thích xem phim hành động của Lý Tiểu Long.
Không biết là điều này có liên quan gì đến việc bạn nói rằng là hồi mẫu giáo từng làm đại ca không nhỉ? À, thực ra hồi mẫu giáo thì em cũng không phải là hẳn là đại ca, bởi vì ở lớp là một đại ca khác. Nhưng mà quân đại... của bạn ấy là đông hơn. Và nhiều lúc bạn ấy lôi kéo và chỉ có một mình em là một phe, nhưng em vẫn kiên cường chống lại. Và... vẫn kiên cường chống lại. Vâng, trong bản đăng ký của bạn Ngô Minh Sơn còn có một chi tiết là bạn rất yêu thích một câu châm ngôn. Bạn có thể chia sẻ không ạ? À, em rất yêu thích câu châm ngôn đó là hãy làm những việc bình thường bằng niềm say mê phi thường ạ. Vâng, tôi nghĩ đó là một điều rất quan trọng, bởi điều đó sẽ giúp cho bạn thoải mái hơn rất nhiều trong việc chinh phục các thử thách trong buổi thi ngày hôm nay. Và trước tiên, tôi cũng như là các bạn học cùng lớp với bạn, học cùng trường Nguyễn Gia Thiều với bạn, chúc bạn Sơn có một số điểm thật cao trong phần thi khởi động. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần thi khởi động của bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. Thạch cao khan là tên gọi thông thường của muối nào? Bỏ qua. Đáp án là muối canxi sunfat CaSO4. Ai là tác giả của Tây Du Ký ạ? Ngô Thừa Ân. Chính xác, Ngô Thừa Ân, bạn giành được 10 điểm đầu tiên. Một nhị diện có mặt phân giác vuông góc với nhau. Hai. Có hai mặt, bạn ghi thêm được 10 điểm, xin chúc mừng. Where do you shop for food in Western countries? Bỏ qua. Supermarket. Hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ gọi là gì? Thủy triều. Thủy triều, vâng, đã đem đến cho bạn thêm 10 điểm nữa. Cự ly ngắn nhất trong các môn chạy tại Đại hội Olympic là bao nhiêu? 100m. 100m, vâng, lại 10 điểm nữa. Là loại động vật không xương sống duy nhất có hộp sọ để bảo vệ não ạ? Bỏ qua. Đáp án là mực. Khi một vật thực hiện dao động điều hòa thì ly độ và gia tốc chuyển động của vật đó luôn. Trái dấu. Trái dấu với nhau, và bạn đã ghi thêm được 10 điểm nữa, xin chúc mừng. Vậy là sau phần thi khởi động của mình, bạn Ngô Minh Sơn đã trả lời được 5 câu hỏi, bạn giành được 50 điểm. Xin chúc mừng bạn Sơn. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Đào Lê Hạ Nhiên đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nhiên thân mến, tôi đọc nickname của bạn và tự nhiên tôi liên tưởng đến một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Quý Ròm. Bởi vì bạn Nhiên lại có tên là Nhiên Ròm. Bạn có thể giải thích ý nghĩa của chữ Ròm không? Do kích thước của em thì hơi hẹp, thành ra mấy bạn thường hay gọi em là Nhiên Ròm. À, như vậy là từ ròm theo nghĩa của miền Nam nghĩa là nhỏ, ốm, gầy, nhỏ đúng không ạ? Vâng. Bạn có một tính cách thật thà, nghĩ sao nói vậy, nhút nhát nhưng mà lại hay cười ạ. Bạn có sở trường đoán được suy nghĩ của người khác. Thế bạn có đoán được suy nghĩ của tôi bây giờ không? Dạ, theo em thì chị đang nghĩ là em sẽ trả lời câu hỏi của chị như thế nào. Đúng rồi, bởi vì chúng ta sắp tới sẽ có rất nhiều câu hỏi phần khởi động đang chờ đợi bạn. Và đúng là tôi cũng phân vân không biết là bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Bạn hy vọng bạn sẽ giành được bao nhiêu điểm ở phần thi khởi động? Dạ, chứ chỉ là mục tiêu của em thì chỉ còn trên 30 rồi. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng không phải là một mục tiêu quá cao đâu. Nếu bạn muốn biết thì chúng ta hãy cùng đến với phần thi khởi động ngay bây giờ nhé. Câu hỏi đầu tiên. Someone who writes books is called a what? Poet. Author mới là đáp án chính xác của chúng tôi. Loại gió ấm, ẩm ướt thổi từ phía đông tới sau những đợt gió đông bắc gọi là gió gì? Đó là gió nồm. Đơn vị cấu trúc cơ bản theo chiều của nhiễm sắc thể là sợi nhiễm sắc thể. Bỏ qua. Chiều dọc. Chồng của Mỹ Châu, con gái Trọng Thủy tên là gì? Trọng Thủy à? Vâng, Trọng Thủy, bạn đã giành được 10 điểm. Trong một đường tròn hai bị chắn bởi hai bằng nhau thì bằng nhau. Hai cung bị chắn bởi hai các bình tĩnh đoạn. Hai đoạn. Chưa đúng, đáp án của chúng tôi là hai cung bị chắn bởi hai dây ạ. Tiếp theo, đất nước nào là quê hương của vũ điệu flamenco? Tây Ban Nha. Chính xác, bạn ghi thêm được 10 điểm nữa. Khi trong phân tử chất béo thiên nhiên có gốc hydrocarbon không no thì chất béo sẽ tồn tại ở dưới dạng? Bỏ qua. Dạng lỏng. Vâng, và như vậy là thời gian của bạn đã hết rồi. Và phần thi khởi động này bạn chỉ trả lời được 2 trên tổng số là 7 câu hỏi. Vì vậy, bạn Nhiên ghi được 20 điểm. Xin chúc mừng bạn. Thí sinh thứ 3 sẽ bước vào phần thi khởi động là bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ trường chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Bạn Tuấn là một người ghét mất điện. Nhà em cứ một ngày có điện, một ngày lại mất điện.
nhà bạn ở chỗ nào nhỉ? Dạ, nhà em ở thị xã Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh ạ. Thế khi mất điện thì bạn thường làm gì? Dạ, khi mất điện thì em thường tìm chỗ nào có điện ạ. Tìm chỗ nào có điện nhưng mà mất điện cả khu đúng không ạ? Dạ vâng, thì em đi sang khu khác ạ. À, sang khu khác. Thế các bạn có đi bơi bao giờ không ạ? Những lúc mất điện như vậy. Dạ, em không biết bơi. À, không biết bơi. Nhìn bạn nói không biết bơi có vẻ hơi xấu hổ đúng không? Chàng trai cũng là tuấn tú khôi ngô cao to đẹp trai đấy ạ. Nhưng mà là không biết bơi. Thế bạn có dự định học bơi trong tương lai không? Dạ có ạ, em sẽ ở Hạ Long và sẽ chịu khó học bơi hơn ạ. Nhà Hạ Long mà không biết bơi thì hơi phí đúng không ạ? Ước mơ là có một công việc ổn định và thu nhập cũng ổn định. Cụ thể là một gia đình hạnh phúc gồm một vợ hiền và hai con nhỏ. Các bạn khán giả vỗ tay rất to. Và tôi thấy là chị Thanh Vân cười cũng rất tươi ạ. Không biết là chị Thanh Vân nghe câu này xong thì chị nghĩ nào ạ? Tôi nghĩ là bạn ấy rất là giống ca sĩ ở trong bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên. Nước mơ về ngôi nhà và những đứa nhỏ. Bạn Tuấn thân mến, bạn có thuộc cái câu đấy không ạ? Dạ em có ạ. Bạn có như thể nào hát ạ? Bạn hát cho chúng tôi nghe được không ạ? Như là anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vâng. Theo bạn quan niệm thì thế nào là một người phụ nữ hiền? Bạn nhìn ngoài một người phụ nữ, liệu bạn có đoán được là có hiền hay không hiền không? Dạ, cũng có một phần đoán được, nhưng mà phần lớn phải do nói chuyện, do tính cách, do cách xử sự trong cuộc sống, vân 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 vân. Vân 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 vân, thế bạn nói chuyện với chị Vân chưa? Dạ, chưa. Theo bạn thì ẩn sau khuôn mặt rất là xinh tươi này thì có phải là một người hiền dịu không? Dạ không ạ. Linh cảm của bạn sao? Dạ, trông chị kia chắc là chỉ trên truyền hình thì mới có vẻ hiền thôi còn. À. Thôi như vậy là chúng ta đã khởi động hơi lâu rồi ạ. Và tôi nghĩ là bây giờ bạn nên bắt đầu phần thi khởi động của mình ngay. Dạ, bây giờ vâng ạ. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương được nối với nhau bởi Panama. Kênh đào Panama, chính xác, bạn kết được 10 điểm đầu tiên. Các loại cây ưa sáng thì có phiến lá mỏng. Và ngô dậu phát triển mỏng. Mỏng sai ạ. Đáp án là gì? Và Triều Tiên và là hai quốc gia hiện đang giữ tới 95% tổng số vũ khí hạt nhân của toàn thế giới. Đáp án của bạn là sai. Nga và Mỹ mới là đáp án đúng ạ. Một năm có bao nhiêu giải Grand Slam 4. Được tổ chức? 4 giải, vâng, 10 điểm nữa dành cho bạn. Một chất sắt từ mà từ tính của nó bị mất rất nhanh khi từ trường ngoài triệt tiêu được gọi là gì? Bỏ qua. Chất sắt từ mềm là đáp án ạ. Trong các khinh khí cầu hiện đại thì khí heli được dùng nhiều hơn hydro và khí heli đã đem đến cho bạn 10 điểm nữa. Xin chúc mừng. Lãnh tụ đầu tiên của phong trào đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Cuba là José Martí mới là câu trả lời đúng ạ. Trong bài Côn Sơn Ca, Nguyễn Trãi đã ví tiếng suối như tiếng tiếng gì ạ? Hát xa. Không phải ạ, tiếng đàn cầm ạ. Đa giác là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau, đa giác đều. Vâng, bạn ghi thêm được 10 điểm. Vâng, xin chúc mừng bạn Anh Tuấn với 40 điểm đầu tiên của phần thi khởi động. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm quen với vận động viên cuối cùng của ngày hôm nay. Đó chính là bạn Vũ Thị Hằng đến từ trường Trung học Phổ thông Thanh Khê, Đà Nẵng. Ra đến đây bạn cảm giác như thế nào về thủ đô Hà Nội? Dạ, thực ra thì em không phải là người gốc ở Đà Nẵng ạ. Em gốc ở Bắc Ninh ạ, nên là em cũng có nhiều dịp ra Hà Nội và cũng rất vui khi được ra Hà Nội bởi những cái vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội ạ. Vâng, bạn có một tính cách vui vẻ, nói cười nhiều. Khi có bạn bè thân bên cạnh, nếu không thích thì tuyệt nhiên là không nói một câu nào. Dạ vâng ạ, nếu mà gặp người lạ mà mình cảm thấy là họ có vẻ là không hợp thì em sẽ không nói gì hết ạ. Bạn thích học môn gì nhất? Dạ, em thích học lý nhất ạ. Vì sao? Có lẽ là em thấy lý nó liên quan nhiều đến đời sống ạ. Và em cảm thấy lý nó giúp cho con người rất nhiều ạ. Vâng, đúng vậy. Môn vật lý có rất là nhiều cái áp dụng được vào thực tế đúng không ạ? Tôi nghĩ là bạn đã có đủ tự tin để bước vào phần thi khởi động rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi của phần thi khởi động. Sân khấu tuồng truyền thống, vai nam nhiều tuổi thường làm nghề trái lưới ở trên sông biển gọi là gì? Bỏ qua. Là lão ngư. Thiết bị dùng biến đổi cơ năng thành điện năng là gì? Bỏ qua. Máy phát điện. Số thực là tên gọi chung của số
số hữu tỉ và số vô tỉ. Vâng, và đáp án chính xác của bạn đã đem đến cho bạn 10 điểm đầu tiên. Đặc sản vải Lục Ngạn là của tỉnh nào ạ? Bắc Giang. 10 điểm nữa. Mênh mông trời rộng nhớ sông dài là lời đề từ trong bài thơ nào ạ? Tràng Giang. Chính xác ạ. Và 10 điểm nữa dành cho bạn. What is a place where you can buy and eat a meal? Đáp án là restaurant. Hiện tượng xảy ra khi cột nước bị hút lên cao do xoáy tốc trong khí quyển được gọi là... Bỏ qua. Vòi rồng ạ. Ai là người đã nói ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc? Bỏ qua. Đáp án là Trần Bình Trọng. Trong các cơ quan tiêu hóa ở người thì không có chức năng tiêu hóa hóa học. Miệng. Sai rồi ạ, ruột già mới là đáp án đúng ạ. Như vậy là bạn đã hoàn thành phần thi khởi động của mình với 30 điểm. Xin chúc mừng bạn. Thưa quý vị, trong phần thi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì tôi có cảm giác là hai bạn nam của chúng ta là khá tự tin, còn hai bạn nữ thì hơi một chút gì đó rụt rè. Hy vọng rằng với sự cổ vũ của quý vị khán giả thì cả bốn thí sinh, mà đặc biệt là hai bạn nữ của chúng ta sẽ thật tự tin, thể hiện hết khả năng của mình trong những phần thi tiếp theo và giành những số điểm thật cao. Bây giờ là lúc chúng ta nhìn lại điểm số của bốn bạn thí sinh sau phần thi khởi động. Bạn Hà Nhiên đang có 20 điểm. 30 điểm là điểm số của bạn Vũ Hằng. Bạn Anh Tuấn đang sở hữu 40 điểm và tạm dẫn đầu là bạn Bình Sơn với 50 điểm. Sau đây sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật. Sẽ có 10 gợi ý, bốn học sinh sẽ cùng trả lời tối đa 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý để tìm ra một chướng ngại vật của chương trình. Học sinh trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm. Gợi ý thứ 9, các chữ cái trong chướng ngại vật nếu có trong từ hàng ngang sẽ sáng lên, thời gian suy nghĩ 15 giây một câu. Học sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ 3 được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng của chương trình được 40 điểm. Trả lời sau gợi ý cuối cùng của chương trình chỉ được 20 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi vượt chướng ngại vật, phần thi thứ 2 của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có 8 gợi ý hàng ngang và đó sẽ là 8 gợi ý cho chướng ngại vật của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thí sinh hãy lưu ý, chướng ngại vật gồm có 7 chữ cái và các bạn sẽ được quyền chọn cho mình mỗi người một ô hàng ngang. Mỗi người sẽ được tối đa là 2 lượt lựa chọn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn đầu tiên. Xin mời bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Nguyễn Gia Thiều. Bạn sẽ chọn cho mình ô hàng ngang số mấy ạ? Em xin lựa chọn hàng ngang số 5 ạ. Ô hàng ngang số 5, 8 chữ cái. Ngành khoa học nào nghiên cứu sự phát triển, tính chất vật lý, hóa học, ký tự học và chuyển động của các vật thể vũ trụ, cũng như sự hình thành và phát triển của vũ trụ? Bạn đưa ra đáp án đó là bạn Minh Sơn, bạn trả lời là thiên văn học. Bạn Anh Tuấn đưa ra đáp án là khí tượng và bạn Vũ Hằng đưa ra đáp án là hạt nhân. Không có bạn nào trả lời được câu hỏi ô hàng ngang đầu tiên này. Xin mời bạn Đào Lê Hạ Nhiên đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn tiếp ô hàng ngang số 2. Dạ thưa chị, em xin chọn ô hàng ngang số 6. Vâng, ô hàng ngang số 6 ạ, có 5 chữ cái. Anode là tên gọi khác của loại điện cực nào? Bạn Vũ Hằng thân mến, bạn đã tìm ra được chướng ngại vật của ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, và xin mời bạn hãy nói ra đáp án của mình. Dạ thưa chị, theo em chướng ngại vật ngày hôm nay là băng tan ạ. Thưa quý vị, bạn Vũ Thị Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Khê Đà Nẵng đã đưa ra đáp án của phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay khi mà chưa có một gợi ý nào được lật mở. Không biết rằng đây có phải là một quyết định vội vàng hay không, tôi muốn hỏi ý kiến của anh họ của bạn Hằng ạ. Vâng, anh cho em hỏi là anh có nghĩ rằng bạn Hằng vội vàng trong quyết định đưa ra đáp án cho phần thi này không? Cái đáp án của em tôi hy vọng là nó là đáp án chính xác. Anh hy vọng, thế còn một cách lý trí mà nói sao, anh tin tưởng bao nhiêu phần trăm về cái đáp án này ạ? Thực ra thì tôi chỉ tin tưởng 50-50. Bởi vì đây là một cái đáp án như anh nói là một cái rất là quyết đoán của em nó. Thì tôi cũng hy vọng là đáp án là một đáp án chính xác. Vâng, đôi khi sự mạo hiểm có thể mang đến những món quà rất là giá trị trong cuộc sống đấy ạ. Và cuộc thi đường đỉnh Olympia cũng vậy. Và anh có muốn gửi một lời chúc gì đó với bạn Hằng vào thời điểm này không ạ? Tôi chỉ xin chúc em là bình tĩnh, tự tin và là người chiến thắng. Bạn
Hằng thân mến, bạn cho tôi hỏi một chút là tại sao bạn lại nghĩ đến đáp án là băng tan ạ? Dạ thưa chị, là tại vì câu trả lời của câu hỏi này sẽ là cực âm ạ. Vâng, và tôi rất buồn khi phải nói lời chia tay với bạn tại đây. Chướng ngại vật của bạn là chướng ngại vật không chính xác. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần lựa chọn của bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Bạn Minh Sơn ạ. Đáp án của em là mặt trời ạ. Đáp án của bạn là mặt trời ạ. Vâng. Một lần nữa tôi xin được hỏi biên tập viên Việt Khuê ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có khá đông các bạn trong trường đã đi cổ vũ cho bạn Minh Sơn, nhưng tôi lại muốn hỏi ý kiến của cô giáo dạy môn sinh của bạn Sơn. Vâng ạ, xin hỏi cô tên là gì ạ? Dạ, tôi tên là Thân Thu Hằng, là giáo viên môn sinh và tôi có hướng dẫn em Sơn trong quá trình ôn thi học sinh giỏi. Vâng, thế cô nghĩ thế nào về đáp án của bạn Sơn ạ? Bây giờ tôi cũng chưa nói gì đến đáp án mà tôi muốn nói với Sơn một điều là Sơn ơi, em hãy bình tĩnh, tất cả mọi người đều tin em và mong muốn em sẽ khẳng định được cái vị trí của mình trong ngày hôm nay. Sơn đưa ra đáp án là mặt trời ạ. Tại sao mới chỉ đến sự lựa chọn thứ hai và bạn cũng chưa có căn cứ gì để khẳng định thì bạn đã chọn cho mình đáp án rồi ạ? Em thấy là tại vì ô chữ chủ trình có 7 chữ cái. Thứ hai là câu trả lời của em mới gần đây là em trả lời là cực âm, nhưng thực chất là em do mất bình tĩnh. Nhưng thực ra là đáp án phải là cực dương và là dương. Em cả với lại từ một từ trước là từ thiên văn. Thì thiên văn em trả lời nhầm là thiên văn học ạ. Thì em thấy là mặt trời thì thường người ta thường gọi là thái dương, hoặc là hoa hướng dương cũng là tượng trưng cho mặt trời. Thứ hai là mặt trời thuộc ngành nghiên cứu của thiên văn học ạ. Và với những lời giải thích vừa rồi của bạn Sơn, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài nói lời chúc mừng bạn ạ. Được cộng thêm 80 điểm thì thực sự là bạn Ngô Minh Sơn đã có một phần thi cực kỳ xuất sắc. Bây giờ điểm số của bạn đã là 130 điểm rồi ạ. Và tôi hy vọng là ở những phần thi sau chúng ta sẽ còn nhìn thấy nhiều sự bứt phá ngoạn mục như thế này nữa. Chúng tôi có 8 từ hàng ngang và tất cả những từ này đều là gợi ý để chúng ta có thể tìm được chướng ngại vật là mặt trời. Mặt trời cũng chính là trung tâm ánh sáng cũng như là nhiệt năng đến trái đất. Thiên văn chính là một công cụ giúp chúng ta có thể nghiên cứu về mặt trời. Và thiên văn cũng là một thành tựu rất quan trọng. Theo quan niệm của người phương Đông thì mặt trời chính là tượng trưng cho dương ạ, và mặt trăng tượng trưng cho âm. Mặt trời cũng không thể nào thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói là chúng ta sống nhờ vào mặt trời. Chính vì vậy nên mặt trời chính là đáp án chính xác của phần thi này. Và xin chúc mừng bạn Ngô Minh Sơn một lần nữa với việc giành được 80 điểm ạ. Thưa quý vị, bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều Hà Nội là người đã thi đấu rất xuất sắc ở phần thi vượt chướng ngại vật này. Bạn Sơn cũng đang là người đang sở hữu cơ hội lớn nhất để giành được chiếc vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay. Tuy nhiên, cơ hội cũng không nhỏ dành cho 3 thí sinh còn lại, bởi như chúng ta đã biết là sẽ còn tới 2 phần thi ở phía trước nữa. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta tổng kết điểm số của các bạn thí sinh sau phần thi vượt chướng ngại vật. Bạn Hạ Nhiên đang có 20 điểm. 30 điểm là số điểm của bạn Vũ Hằng. Bạn Anh Tuấn đang sở hữu 40 điểm. Và tạm dẫn đầu là bạn Minh Sơn với 130 điểm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thi tăng tốc. Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi trong đoạn băng với độ khó giảm dần. Thời gian suy nghĩ 30 giây, 4 học sinh cùng trả lời bằng máy tính. Học sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ ba của chúng tôi, phần thi tăng tốc. Vâng, và cái tên tăng tốc hoàn toàn không sai chút nào. Ở phần thi này các bạn hoàn toàn có thể tăng số điểm của mình lên một cách rất là cao, đúng không ạ? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 1 của phần thi tăng tốc. Câu hỏi là hình nào khác với những hình còn lại? Bạn Hạ Nhiên đưa ra đáp án là A, bạn Anh Tuấn đưa ra đáp án là C, bạn Minh Sơn là đáp án D và C cũng là đáp án của bạn Vũ Hằng ạ. Câu trả lời của chúng tôi thì đáp án C chính là đáp án chính xác ạ. Như vậy thì bạn Anh Tuấn, bạn đã trả lời trước bạn Vũ Hằng, bạn Anh Tuấn sẽ giành được số điểm là 40 điểm và bạn Vũ Hằng sẽ giành thêm cho mình 30 điểm.
những hình vuông ABD thì chúng ta có thể thấy là các biểu tượng ở trên cùng một hàng rất giống nhau, mặc dù trật tự của chúng thì khác nhau ạ. Chính vì vậy mà C chính là hình duy nhất ở đây có điểm khác. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Các bạn hãy cho biết đây là loài vật nào? Bạn Minh Sơn chưa có đáp án, bạn Vũ Hằng được ra đáp án là vịt, bạn Hạ Nhiên có đáp án là thú mỏ vịt và khủng long là đáp án của bạn Anh Tuấn. Vâng, bạn Anh Tuấn thân mến, tại sao tôi không biết là tại sao bạn lại hình dung ra là con khủng long ạ? Dạ, em nhìn cái bộ xương trông giống giống xương. Vâng, nhưng mà đáp án của chúng tôi không phải là khủng long và đúng là có hình con vịt thật ạ, nhưng mà đáp án của chúng tôi cũng không phải là vịt. Mà thú mỏ vịt chính là đáp án chính xác ạ. Thì chúc mừng bạn Hạ Nhiên, bạn đã ghi thêm cho mình 40 điểm ở phần thi vừa rồi. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi số 3 của phần thi tăng tốc. Các bạn hãy cho biết hình thích hợp điền vào chỗ trống sẽ là hình nào trong số 6 đáp án sau: A, B, C, D, E và F. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đưa ra đáp án là E, bạn Hạ Nhiên đưa ra đáp án là F, B là đáp án của bạn Anh Tuấn và A là đáp án của bạn Vũ Hằng. Tôi xin mời bạn Anh Tuấn. Quy luật của cái hình này là khi ta trồng theo mỗi hàng ngang, ta trồng hình thứ nhất vào hình thứ hai và thì ta được hình thứ ba. Câu trả lời của bạn Anh Tuấn cũng chính là câu trả lời của chúng tôi. Và chính vì vậy mà với đáp án B, bạn Anh Tuấn đã dành thêm cho mình 40 điểm sau phần thi này. Chúng ta có thể thấy trên mỗi hàng hình vuông ở bên tay phải sẽ bằng tổng của hình vuông ở bên tay trái và hình vuông ở giữa. Và theo quy luật đó thì hình vuông số 9 sẽ có đáp án là đáp án B. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc ạ. Các bạn hãy cho biết đây là tờ báo nào? Đưa ra đáp án là báo Nhân dân. Bạn Vũ Hằng đưa ra đáp án là báo An ninh. Bạn Minh Sơn và bạn Hạ Nhiên đều đưa ra câu trả lời là Thanh niên ạ. Trong số 4 bạn thì tôi chỉ có thể nói lời chúc mừng tới một bạn mà thôi. Đó chính là bạn Anh Tuấn ạ. Báo Nhân dân chính là đáp án chính xác của chương trình. Và như vậy bây giờ bạn Anh Tuấn đang dành cho mình số điểm là 160 điểm. Xin chúc mừng bạn. Thưa quý vị, ở phần thi vừa rồi chúng ta đã thấy một cuộc canh đua rất quyết liệt giữa 4 thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay. Và có một điều khác biệt đó là vị trí dẫn đầu đã thay đổi. Bạn Anh Tuấn với phần bứt phá xuất sắc của mình đã vươn lên dẫn đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm cụ thể của 4 bạn thí sinh sau phần thi tăng tốc. Bạn Hạ Nhiên đang có 60 điểm. 60 điểm cũng là điểm số của bạn Vũ Hằng. Bạn Minh Sơn đang sở hữu 130 điểm. Và dẫn đầu là bạn Anh Tuấn với 160 điểm. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần thi về đích. Các câu hỏi nằm trong các gói câu hỏi có điểm số 40, 60, 80 điểm với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây. Mỗi học sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Học sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó. Nếu trả lời sai thì một trong ba học sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là vòng thi về đích. Vậy là bốn bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 phần thi đầy cam go và thử thách. Chúng ta sẽ cùng nhau về đích ở phần thi này. Và ai là người sẽ giành được vòng nguyệt quế cũng chính là người sẽ xuất hiện sau phần thi về đích. Đó vẫn còn là một ẩn số, bởi vì ở đây chúng tôi thấy là điểm số của các bạn không có sự chênh lệch quá lớn. Và bạn Ngô Minh Sơn thân mến, bây giờ đang có cảm giác như thế nào ạ? Dạ, em hơi hồi hộp một chút và em muốn gặp cô giáo chủ nhiệm Vũ Hà Giang ạ. Thưa quý vị, chúng tôi đã nghe rất rõ mong muốn của bạn Ngô Minh Sơn, đó là nói chuyện và nghe những lời khuyên từ cô giáo chủ nhiệm Vũ Hà Giang. Và bên cạnh tôi đây chính là cô giáo chủ nhiệm của bạn Ngô Minh Sơn. Vâng, em chào cô ạ. Cô là chủ nhiệm lớp bạn Sơn được bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi chủ nhiệm Sơn đã được 2 năm rồi ạ. Cô là giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn là nắm rất rõ học sinh của mình đúng không ạ? Từ tính cách, từ khả năng học tập. Thế cô thấy bạn Sơn có một điều gì đó giống như Triển Chiêu hay là giống như Lý Tiểu Long, những thần tượng của bạn thời bạn còn nhỏ không ạ? Có thể là lên cấp 3 thì Sơn đã thay đổi một chút. Thì tôi thấy là qua 2 năm chủ nhiệm, thấy mặc dù là hoàn cảnh gia đình Sơn nó có một chút khó khăn, thế nhưng mà tuy nhiên tôi thấy ở Sơn đó là một cái ý chí và một cái nghị lực rất là kiên cường trong học tập. Và tôi thấy ở Sơn một cái khả năng tự học rất là tốt. Vâng, chắc chắn là bạn Sơn phải rất tin tưởng cô giáo chủ nhiệm của mình thì mới muốn nghe lời khuyên của cô giáo chủ nhiệm trước khi bước vào phần thi về đích. Và cô sẽ đưa ra lời khuyên cũng như là lời chúc gì với bạn Sơn ạ? Khi mà Sơn quyết định thi đường lên đỉnh Olympia, thực sự là tôi cũng rất là bất ngờ. Thế sau đó thì chưa đầy 2 tuần thì Sơn có nói là em thưa cô là em đã được đi thi rồi. Thế và tôi mong rằng là trong cái cuộc thi về đích này, trong cái đợt về đích này thì Sơn lại tiếp tục gây cho tôi một cái bất ngờ nữa. Và tôi chúc Sơn là em hãy cố gắng hết mình, đây là cái điều quan trọng nhất trong mỗi kỳ thi. Chúc em là bình tĩnh, tự tin để cố gắng trả lời tốt trong cái phần thi về đích này nữa. Vâng, xin mời bạn bước về vị trí của mình. Và bạn Ngô Minh Sơn thân mến, bạn sẽ cho mình gói câu hỏi là 60 điểm ạ. Vâng, gói câu hỏi 60 điểm, xin mời. Câu hỏi thứ nhất, cột cờ Hà Nội được xây dựng dưới triều nhà Nguyễn vào năm 1812. Theo quan niệm về phương hướng của người Việt, phần thân hình trụ của cột cờ đó có mấy cạnh? Có 8 cạnh. Có 4 cạnh. Câu trả lời cuối cùng của bạn là? Có 4 cạnh. Chưa chính xác ạ, xin mời ba bạn còn lại. Xin mời bạn anh Tuấn ạ. Thưa âm là 8 cạnh. 8 cạnh, đó chính là câu trả lời chính xác. Và xin chúc mừng bạn anh Tuấn ạ, bạn đã dành thêm cho mình 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo. Theo lễ giáo xưa, tam cương ngũ thường chính là quy phạm đạo đức trong quan hệ giữa người với người. Bạn hãy cho biết tam cương và ngũ thường là gì? Bạn chưa có câu trả lời và cơ hội dành cho 3 thí sinh còn lại ạ. Vâng, và xin mời bạn Đào Lê Hạ Nhiên. Dạ em thưa chị là tam cương là quan hệ là vua tôi, chồng vợ và cha con. Còn ngũ thường là năm đức tính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Và theo những ý kiến của ban cố vấn thì câu trả lời của bạn được chấp nhận ạ. Và bạn Sơn thân mến, em xin lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Đúng rồi, đó cũng chính là ý mà tôi muốn nói với bạn. Ngôi sao hy vọng sẽ dành cho câu hỏi tiếp theo của bạn ạ. Ứng với công thức C4H6O2 có tất cả là bao nhiêu ST mạch hở đồng phân của nhau? Có 1 thôi ạ. Có 3. Đáp án của bạn rất tiếc là chưa chính xác. Cơ hội cho 3 bạn còn lại. Vâng, và như vậy là không có bạn nào lựa chọn câu trả lời. Đáp án của chúng tôi là 6 ạ. Và vì đã lựa chọn ngôi sao hy vọng cho nên bạn sẽ bị trừ đi 20 điểm. Rất tiếc. Ở câu trả lời cuối cùng này, bạn hãy tập trung nhé. Bạn sẽ phải trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Hãy lắng nghe thật kỹ và trả lời thật bình tĩnh. Hi, my name's Liam. I'm 29 and I'm from Melbourne, Australia. In Australia, Australian rules football is the most popular sport. But since I've been in Vietnam,
I've enjoyed watching football with friends. I'm looking forward to the 2010 World Cup. Do you know which country will be hosting it? Dinosaur. Đó không phải là một câu trả lời chính xác. Và ba bạn còn lại vẫn còn thời gian suy nghĩ. Nhưng mà bạn Anh Tuấn ạ. Pick. Bạn hiểu ý nghĩa câu hỏi là gì ạ? Em không nghe rõ lắm nhưng mà... Câu hỏi của chúng tôi là what continent? Chứ không phải là what animal, đúng không? Bạn Anh Tuấn lại bị trừ đi nửa số điểm. Vâng, rất tiếc ạ. Tôi xin được dịch câu hỏi vừa rồi. Thầy giáo có nói là châu lục này rất nổi tiếng với những loài vật to lớn, ví dụ như là voi, hươu cao cổ, sư tử và ngựa văn ạ. Đặc biệt là có một loài động vật quý hiếm đó là tê giác trắng. Và thầy giáo hy vọng là thế giới có thể cùng nhau hợp tác để có thể bảo vệ cho cuộc sống của thiên nhiên hoang dã. Và câu hỏi là châu lục đó là châu lục nào? Africa. Cả hai bạn có lẽ là không nghe rõ đúng không ạ? Chính vì vậy nên rất là tiếc ở câu hỏi này hai bạn đều không trả lời chính xác. Như vậy chúng ta sẽ chúc mừng cho bạn Ngô Minh Sơn đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, bạn Hạ Nhiên sẽ là thí sinh thứ hai bước vào phần thi về đích trong cuộc thi ngày hôm nay. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh và không có các cổ động viên cùng trường, cùng lớp đi cổ vũ cho mình. Nhưng tôi tin rằng bạn Hạ Nhiên sẽ vững tin để tiến lên phía trước sau khi nghe những lời động viên từ người cha thân yêu của mình. Vâng, chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình không ạ? Tôi là Đào Văn Nam, hiện đang công tác tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lệ 2, là ba của Hà Nhiên, đến từ Hồ Chí Minh. Vâng, trong bản đăng ký của bạn Nhiên thì bạn có chia sẻ rằng là bạn có cái sở trường là đọc được suy nghĩ của người khác. Bạn có bao giờ thể hiện cái sở trường đó ở nhà không ạ? Dạ, ở nhà thì nó có lẽ nó có năng khiếu đó nhưng mà chắc nó không dám thể hiện. Không dám thể hiện ạ? Thế ngoài cái sở trường đó thì chú còn biết là bạn Nhiên còn sở trường nào khác không ạ? Cháu có khả năng khiếu vẽ rất là đẹp. Nhưng mà do nhà ở xa, nhà văn hóa thành phố, thành ra là học được mấy năm đầu, sau đó là không học tiếp được. Bây giờ cũng không có phát triển thêm được. Vâng, bây giờ thì bạn Nhiên sắp bước vào phần thi về đích rồi. Chú có muốn nói gì với bạn Nhiên không ạ? Dù sao cũng là một cuộc chơi thôi. Có thể điểm con hơi thấp hơn hai bạn trai một tí, nhưng mà nếu mà con bình tĩnh, tự tin thì ba hy vọng con sẽ bứt phá và đạt những thành tích tốt hơn. Và chúc con gặp nhiều may mắn. Vâng, thưa quý vị, có một điều mà tôi luôn thấy được ở đường lên đỉnh Olympia, đó là các cổ động viên trong chiến cầu S9 luôn là những người rất fair play. Và tôi tin rằng các cổ động viên đều sẽ dành những tràng pháo tay rất nhiệt liệt trước phần thi về đích của bạn Hà Nhiên, đúng không ạ? Và bây giờ tôi xin được mời bạn Đào Lê An Nhiên sẽ bước lên phía trước ạ. Chương trình sẽ dành cho bạn 3 gói điểm là 40, 60, 80 cùng với một ngôi sao hy vọng. Bạn sẽ chọn cho mình gói điểm là bao nhiêu ạ? Dạ, em xin chọn gói điểm là 80 điểm ạ. Xin mời gói điểm 80 điểm, một sự lựa chọn rất dũng cảm ạ. Trong bộ dây của dàn nhạc giao hưởng, nhạc cụ nào là lớn nhất? Dạ là violoncello. Rất tiếc là câu trả lời của bạn chưa chính xác và ba bạn còn lại vẫn còn thời gian suy nghĩ. Xin mời bạn Anh Tuấn ạ. Là viola. Viola. Vâng. Đáp án này cũng không chính xác ạ. Đáp án của chương trình là contrabass. Bạn Anh Tuấn sẽ bị trừ đi 5 điểm ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện nào? Dạ là lỗ trống và electron. Ở câu hỏi này, nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ giành được 20 điểm. Và 20 điểm đã thuộc về bạn. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Vâng, và bạn sẽ lựa chọn cho mình. Dạ, ngôi sao hy vọng. Và ngôi sao hy vọng cho câu hỏi tiếp theo. Sắp xếp các chiến dịch sau theo trình tự thời gian diễn biến: Tây Bắc, Hồ Chí Minh, biên giới, Điện Biên Phủ và Việt Bắc.
là Việt Bắc, Tây Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh. Và ở câu trả lời này, bạn không đưa ra được đáp án chính xác và ba bạn còn lại vẫn còn thời gian suy nghĩ. Bạn Anh Tuấn ạ. Dạ chị, em xin trả lời là thứ tự đúng là Việt Bắc, biên giới, Tây Bắc, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh. Vâng, và cùng với câu trả lời này, bạn Anh Tuấn đã ghi thêm được cho mình 30 điểm, xin chúc mừng bạn. Bạn Hạ Nhân thân mến, ở câu hỏi vừa rồi bạn đã chọn ngôi sao Hy Vọng, nên rất là tiếc bạn đã bị trừ đi số điểm của câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng, bạn hãy thật bình tĩnh. Bạn sẽ phải trả lời câu hỏi cuối cùng này bằng tiếng Anh. Hãy lắng nghe và thật là tự tin để trả lời nhé. Hi, I love to eat all kinds of food, even Chinese food. This city is the capital of China. It is over 2,500 years old and full of history, tradition and culture. In 2008, it hosted the Summer Olympic Games. Do you know its name? Beijing. Beijing. Thời gian suy nghĩ đã hết, câu trả lời đã được bạn đưa ra rất nhanh, đó là Beijing ạ. Bạn có thể dịch được một phần câu hỏi vừa rồi không? Thưa chị, là thầy nói là thành phố này thì nằm ở Trung Quốc. Nó đã cổ rồi, lâu rồi, là hình như là hơn ngàn năm. Thì có nói một cái quan trọng là đã tổ chức kỳ Olympic vừa rồi ạ. Vâng, chính xác ạ. Và đó chính là Bắc Kinh, Trung Quốc, hay còn gọi là Beijing. Xin chúc mừng bạn, bạn đã giành được 30 điểm sau câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị, trước phần thi khởi động thì bạn Anh Tuấn đã chia sẻ với chúng tôi rằng là bạn rất là mơ ước giống như những câu hát trong bài hát Bức Thư Tình đầu tiên, đó là anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, đúng không ạ? Không biết rằng là các bạn của bạn Anh Tuấn nghĩ thế nào, và không biết là thầy chủ nhiệm của bạn Anh Tuấn nghĩ thế nào. Tôi rất muốn hỏi thầy chủ nhiệm của bạn Anh Tuấn, thầy Lê Quang, người dạy vật lý. Câu nói này của bạn Tuấn thì tôi cũng thật sự là rất bất ngờ. Bởi vì tôi với bạn Tuấn, bạn Tuấn là trong đội tuyển quốc gia và học ở nhà tôi gần như ngày nào cũng ít nhất là 4-5 tiếng thầy trò cùng làm việc. Nhưng mơ ước này thực sự là tôi rất bất ngờ. Và ngày hôm nay thì thầy có bất ngờ với số điểm mà bạn Tuấn đang có không ạ? Dạ vâng, về số điểm của bạn Tuấn thì tôi không bất ngờ. Bởi vì tôi nghĩ rằng là đến đây tất cả các bạn, 4 bạn ở trên kia cũng như tất cả những người ngồi ở dưới này thì đều đã đạt được những mơ ước của mình rồi. Thầy có muốn đưa ra lời khuyên về việc chọn gói câu hỏi hay đơn giản thầy chỉ muốn dành cho bạn một lời chúc? Tôi không đưa ra một cái gợi ý nào đó về số điểm mà bạn Tuấn lựa chọn, bởi vì tôi luôn tin tưởng về bạn là bạn sẽ lựa chọn đúng với suy nghĩ của mình. Và tôi chỉ muốn nói một điều rằng là Tuấn ơi, cố lên! Tuấn ơi, cố lên cũng là điều mà tôi muốn nói với bạn Tuấn trước khi bạn về đích. Xin mời bạn bước lên phía trước ạ. Chúng tôi có 3 gói câu hỏi, 40, 60 và 80 điểm cùng với ngôi sao Hy Vọng. Bạn chọn cho mình gói bao nhiêu điểm ạ? Dạ em chọn gói câu hỏi 40 điểm. Xin mời gói câu hỏi 40 điểm, một gói câu hỏi rất an toàn. Mỗi khi có vị nguyên thủ quốc gia của nước ngoài đến thăm thì nước chủ nhà bắn bao nhiêu phát đại bác để tỏ lòng hoan nghênh? 13. Chưa phải là đáp án của chúng tôi. Ba bạn còn lại vẫn còn thời gian suy nghĩ ạ. Đáp án của chương trình là 21 ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Một quần xã gồm các loài lúa, châu chấu, chuột, ếch, rắn sẽ tạo ra mấy chuỗi thức ăn? 1 chuỗi thức ăn. Đáp án của bạn chưa chính xác. Thời gian dành cho 3 bạn còn lại bắt đầu. Xin mời bạn Minh Sơn. Xin trả lời đó là 4 chuỗi thức ăn ạ. Và với câu trả lời là 4 chuỗi thức ăn, bạn Minh Sơn đã dành thêm cho mình được 10 điểm, xin chúc mừng.
Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Trong các kim loại natri, cesi, kali, bạc và liti, kim loại nào không phải là kim loại kiềm? Kali và bạc. Bạc ạ. Câu trả lời của bạn là? Bạc. Bạc. Vâng, và bạn đã giành được 10 điểm ở câu hỏi này ạ. Xin chúc mừng bạn, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Thể loại văn học nào là thể trung gian giữa ký sự và tùy bút? Từ. Ba bạn còn lại vẫn còn cơ hội ạ. Vâng, xin mời bạn Hạ Nhiên. Dạ thưa chị, theo em là bút ký ạ. Bút ký ạ. Bút ký chính là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Cảm giác của bạn như nào ạ? Em cảm thấy rất là thoải mái rồi ạ. Vâng, và xin mời bạn về vị trí của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với người bạn cuối cùng, vận động viên leo núi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, cùng với phần thi, cũng là phần thi cuối cùng. Xin chào bạn Vũ Thị Hằng ạ. Bây giờ tâm trạng của bạn có thoải mái không? Dạ, cũng hơi run ạ. Bạn hãy thư giãn, hãy thả lỏng cơ mặt lên. Bạn có một nhóm bạn thân, gồm có bao nhiêu người ạ? Dạ, em chơi với nhóm đấy thì gồm có 6 người ạ. 6 người ạ? Và hôm nay các bạn của bạn có đến đây không? Dạ, do các bạn ấy phải bận học nên là các bạn ấy không đến được ạ. Vâng, và tôi tin chắc là dù các bạn ấy không đến được thì thời điểm này chắc chắn các bạn cũng đang theo dõi cuộc thi của bạn đúng không ạ? Dạ vâng. Và chắc chắn là bạn sẽ nhận được những lời chúc may mắn chân thành nhất từ phía những người bạn của mình, từ phía gia đình của mình. Bạn có một câu danh ngôn yêu thích là? Dạ thưa chị, là tất cả mọi việc thành hay bại đều do suy nghĩ và hành động của mỗi người. Và nếu như ta không chấp nhận mạo hiểm thì chúng ta sẽ bị thụt lùi và nhấn chìm trong những gì mình đang có. Vâng, và sắp về đích rồi, bạn có muốn mạo hiểm không ạ? Dạ, em sẽ mạo hiểm ạ. Tôi cũng không biết là bạn sẽ mạo hiểm như thế nào, nhưng mà trước mắt thì chúng ta hãy bước lên vị trí này và bạn sẽ cùng với tôi chọn gói câu hỏi. Chương trình có 3 gói điểm dành cho bạn. Dạ. 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn sẽ chọn cho mình gói điểm bao nhiêu? Thưa chị, là em sẽ chọn gói 80 điểm ạ. Vâng, lại một gói 80 điểm nữa để chọn. Chúng ta sẽ cùng đến với gói điểm 80 điểm và câu hỏi thứ nhất. Lớp sụn giữa hai đốt sống lưng của người gọi là gì? Bạn Hằng chưa đưa ra được câu trả lời và thời gian cho ba bạn còn lại bắt đầu. Xin mời bạn Hà Nhiên ạ. Dạ em thưa chị, là đĩa đệm ạ. Đĩa đệm ạ. Đây là một đáp án chính xác. Và xin chúc mừng bạn Hà Nhiên, bạn đã thêm được cho mình 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo. Nhóm ngôn ngữ nào chiếm tỷ lệ cao nhất ở nước ta? Ngôn ngữ Việt ạ. Bạn trả lời là nhóm ngôn ngữ Việt. Câu trả lời của bạn rất tiếc là chưa chính xác. Ba bạn còn lại vẫn còn thời gian suy nghĩ. Xin mời bạn. Theo em đó là tiếng Việt hay còn gọi là quốc ngữ ạ. Rất tiếc là đó cũng không phải là đáp án của chúng tôi. Nhóm ngôn ngữ Việt Mường chính là nhóm ngôn ngữ chiếm tỷ lệ cao nhất của nước ta. Nhóm ngôn ngữ Việt Mường bao gồm các dân tộc là Việt, Mường, Thổ, Chất, chiếm đến 89% dân số của Việt Nam. Đó chính là lý do vì sao mà nhóm ngôn ngữ Việt Mường chính là nhóm ngôn ngữ chiếm tỷ lệ cao nhất ở nước ta. Ở câu hỏi tiếp theo, bạn Hằng em chọn ngôi sao hy vọng. Dạ. Và xin mời ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số 3. Câu hỏi này 20 điểm. Bạn hãy lắng nghe. Một cò, một cây, ba cò, không cây đậu. Một cây, ba cò, ba cây, không cò đậu. Hỏi có mấy cây và mấy cò? Dạ thưa chị, là có 4 cò và 4 cây ạ. Đáp án của bạn là 4 cò và 4 cây.
Đó rất tiếc không phải là đáp án của chúng tôi ạ. Và ba bạn còn lại vẫn còn cơ hội, xin mời các bạn. Bạn Hạ Nhiên đã có câu trả lời ạ. 4 cò và 3 cây ạ. Vâng, và câu trả lời của bạn vẫn không phải là đáp án của chúng tôi ạ. Chúng ta gọi số cò là x, gọi số cây là y. Từ dữ kiện 1 thì ta có x trừ y bằng 3. Và kết hợp với đáp án của chương trình thì chúng ta có thể dễ dàng tính được số cò và số cây là chúng ta sẽ có 6 cây và 9 cò ạ. Với ngôi sao hy vọng thì ở phần vừa rồi bạn sẽ bị trừ đi 20 điểm. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Bạn sẽ phải trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. Hi, we all studied many things in geology in school. I love to learn about this special thing. It looks like a giant mountain. And if you travel all the way to the top, you'll see a huge hole that goes deep, deep into the earth. Sometimes hot, liquid rock comes shooting out and covers the ground all around. Do you know what they're called? Phân bổ. Football không phải là đáp án của chúng tôi ạ. Và xin mời ba bạn còn lại. Xin mời bạn Minh Sơn. Đáp án của em là volcano. Volcano, núi lửa. Bạn có thể dịch được câu hỏi vừa rồi không? Thầy giáo nói là thầy đã đi rất nhiều nơi và dùng cả tàu ngầm ở dưới. Thầy có một nơi là rất nóng và nó phun lên ạ. Đáp án chính xác là núi lửa, hay còn gọi tên tiếng Anh là volcano. Bạn Ngô Minh Sơn đã giành được cho mình thêm 30 điểm, xin chúc mừng bạn Sơn. Và bạn Vũ Thị Hằng thân mến, xin mời bạn quay về vị trí của mình. Thưa quý vị và các bạn, sau phần thi về đích, chúng ta đã được biết điểm số của 4 bạn thí sinh và sau đây sẽ là kết quả của 4 bạn. Bạn Ngô Minh Sơn đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội và giành được 120 điểm, xin chúc mừng bạn. Tiếp theo sẽ là số điểm của bạn Đào Lê Hạ Thiên đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ghi được 110 điểm, xin chúc mừng. Tiếp sau là chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế của đội tuyển Olympia tuần thứ 3, đó chính là bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh với số điểm là 165 điểm. Người chơi cuối cùng chương trình ngày hôm nay cũng đã rất cố gắng, đó chính là bạn Vũ Thị Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Khê, Đà Nẵng. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Xin mời nhà vô địch của chương trình ngày hôm nay, bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh sẽ bước lên bục vinh quang nhận vòng nguyệt quế ạ. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Song Ích Ngoan, giám đốc marketing của công ty LG Electronics Việt Nam sẽ lên trao giải thưởng cho bạn. Mời ba bạn còn lại sẽ bước lên bục ạ. Vâng, và người đoạt giải nhất sẽ đem về cho trường mình một màn hình phẳng LG Electronics 19 inch. Người giải nhì sẽ đem phần thưởng về cho trường là một chiếc đầu DVD. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, cuộc thi tuần ngày hôm nay khép lại cũng là lúc chúng tôi công bố danh sách đầy đủ của 4 thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài tại cuộc thi tháng sắp tới, cuộc thi tháng thứ 2 của quý 1 đến đỉnh Olympia năm thứ 11. Thí sinh đầu tiên là bạn Phạm Hải Việt, Trung học phổ thông Đông Triều Quảng Ninh, bạn là người nhất tuần 1 với 215 điểm. Thí sinh thứ hai đó chính là bạn Nguyễn Minh Ngọc đến từ trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội với số điểm là 220 điểm, bạn là nhất tuần 2. Thí sinh thứ ba đó chính là bạn Nguyễn Anh Tuấn, Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Bạn là người nhất cuộc thi tuần thứ 3, cuộc thi tuần ngày hôm nay với 165 điểm. Và thí sinh cuối cùng cũng chính là bạn đã được giải nhì cao điểm nhất ở tuần thứ 2, bạn Phạm Thị Ngọc Anh đến từ trường Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đón đợi và cùng hy vọng cuộc thi tháng diễn ra vào tuần sau sẽ đem đến những diễn biến thật bất ngờ, thật kịch tính. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn dành cho Đường lên đỉnh Olympia. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau. Xin chào. Nhất trong cuộc thi tháng cuộc thi tuần ngày hôm nay là khi mà bạn Sơn đã trả lời được từ chìa khóa là em rất run, khoảng cách là 90 điểm nên rất là sợ. Nếu được làm lại trong cuộc thi ngày hôm nay thì em sẽ quyết đoán hơn trong cuộc thi phần thi vật chứng ngại vật. Trong cuộc thi tháng sắp tới thì có lẽ là em sẽ tự tin hơn, bình tĩnh hơn ạ. Hiện giờ thì em chỉ biết chỉ nghĩ tới sự vui mừng và sung sướng thôi.